Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh YouTube Linh Lớp Lánh. Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mình cảm thấy thú vị và hôm nay sẽ là Toto Chan, cô bé bên cửa sổ. Đây là quyển truyện mình đã mua đọc cách đây 10 năm, vì vậy cái bìa nó khác so với cái bản đang lưu hành. Sau 10 năm đọc lại thì mình rất là bất ngờ bởi vì mình vẫn nhớ gần như nguyên vẹn nội dung. Cho nên Toto Chan, cô bé bên cửa sổ là một câu chuyện đặc biệt đối với mình như vậy đó. Toto Chan là nhân vật chính của truyện. Bởi vì đáng yêu quá mức cho phép, em đã bị đuổi khỏi trường tiểu học gần nhà và phải chuyển đến một ngôi trường mới có tên là Tomoe, nơi có thầy hiệu trưởng Kobayashi, một người thầy với tư duy giáo dục vô cùng sáng tạo và khác biệt. Nơi có những lớp học được làm từ những toa tàu cũ, cùng những người bạn cũng đặc biệt không kém gì Toto Chan. Và đây là câu chuyện không hề có người xấu, kể cả giáo viên chủ nhiệm đầu tiên của Toto Chan, người là không thể nào chịu nổi em, phải đề nghị mẹ chuyển trường cho em. Thử hỏi nha, trong một lớp học đang rất là trật tự, kỷ luật và yên tĩnh, bỗng có một cô bé không ngừng đóng mở nắp ngăn bàn cả trăm lần để lấy ra cất vào hết thứ này đến thứ khác. Chán cái trò đóng mở nắp ngăn bàn rồi đó, thì em ra ngoài cửa sổ gọi nguyên một đoàn hát rong đến hát hò inh ỏi. Đoàn hát rong đi rồi thì em ngửa cổ trò chuyện cùng đôi chim nhạn. Trời ơi, cô thầy nào thì cũng phát điên thôi. Nói vậy thì các thầy cô trường Tomoe chịu đựng em kiểu gì phải không? Tomoe là một ngôi trường rất là đặc biệt. Trong một lớp học, các em học sinh sẽ có chung cái thời khóa biểu với nhau. Tuy nhiên các em được chủ động lựa chọn học theo cái thứ tự mà mình thích. Và nhiệm vụ của các thầy cô là giải đáp thắc mắc và giao thêm bài tập. Buổi sáng sau khi mà cả lớp đã hoàn thành xong bài tập thì buổi chiều mọi người sẽ cùng nhau đi dã ngoại. Và trong những cái chuyến đi xung quanh trường đó, các thầy cô sẽ giải thích thêm cho các em học sinh về cây cỏ, về thời tiết, về lịch sử văn hóa của dân tộc. Cho nên là Toto Chan cực kỳ thích trường mới. Em học hành chăm chỉ và chuyên chú để buổi chiều được đi dã ngoại đó. Và còn rất là nhiều những cái câu chuyện thú vị về trường Tomoe cũng như là thầy hiệu trưởng Kobayashi qua cái lời kể của Toto Chan. Còn mình, sau 10 năm đọc lại, mình nhìn thấy câu chuyện có thêm một tầng ý nghĩa mới. Hóa ra là cái điểm tựa trưởng thành của một đứa trẻ đó chính là niềm tin. Mẹ của Toto Chan, khi mà nghe cô giáo than phiền về con mình, không hề cảm thấy em có vấn đề gì cả. Em vẫn là một cô bé ngoan. Bà hiểu vì sao Toto Chan làm vậy, cũng hiểu vì sao cô giáo lại bức xúc như vậy. Và điều tiếp theo bà có thể làm là giấu, không cho Toto Chan biết em bị đuổi học. Sau đó tìm một ngôi trường nơi mà con của bà được thấu hiểu, được dạy cho cái cách sống hòa hợp với mọi người theo các phương thức phù hợp với em nhất. Ơn trời, đã có thầy hiệu trưởng Kobayashi, đã có trường tiểu học Tomoe. Và hơn 50 bạn học sinh được học trong cái ngôi trường này. Có lẽ là cũng đã có những cái vị phụ huynh giống như mẹ của Toto Chan, luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và chấp nhận sự khác biệt của con. Thầy Kobayashi đã luôn nói với Toto Chan rằng em thật là một cô bé ngoan. Bố mẹ của Toto Chan cũng đối xử với em như thế, em là một cô bé ngoan. Vậy cho nên em ngoan thật. Toto Chan trưởng thành từng ngày, biết tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm, biết quan tâm đến mọi người, biết bảo vệ bạn bè, biết yêu thương động vật, trở thành một nữ diễn viên, người dẫn chương trình nổi tiếng. Mà không chỉ Toto Chan, những người cùng học với cô, những người bạn cùng học với cô từ năm cấp 1 đó, cũng là những người rất là tự tin, thành đạt, phát triển theo đúng cái xu hướng đã định hình được từ cái thời cấp 1 của mình và đều rất là biết cách sống vui vẻ. Vì vậy, mình mong rằng mỗi người lớn chúng mình sẽ không tiếc lời khen cho những em bé mà mình gặp rằng em là một em bé ngoan. Yeah. Thực sự thì hồi mình còn nhỏ đó, rất là hay được khen là một em bé ngoan. Còn bạn thì sao? Để lại chia sẻ của bạn trong phần comment và chúng mình sẽ còn gặp lại. Hẹn nhé!